Xin chào các bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến các bạn một mẫu nồi của Sushi, mã nồi là NPSA10. Thì đây là nồi 1 lít, các bạn nấu được khoảng 2 bát rưỡi gạo nhé, khoảng 5.000 đấy. Đây là nồi môi chè đấy các bạn. Đấy, thì như các bạn nào mà theo dõi kênh của mình từ những ngày đầu tiên ấy, thì các bạn biết tính đến thời điểm hiện tại kênh của mình là khoảng hơn 600 video các bạn. Nhưng mà chưa có một cái nồi, tức là mọi loại nồi thì mình đều có nồi đẹp hết. Nhưng mà riêng chỉ có cái dòng này các bạn này là không có nồi đẹp, mà thậm chí không phải kênh của mình. Một vài kênh của những cái người mà thậm chí có 3-4 ngàn video luôn đấy các bạn, nhưng mà vẫn chưa có được một cái nồi môi chè đẹp luôn đấy các bạn. Đấy, các bạn xem cái nồi là còn rất là đẹp luôn các bạn, còn phải nói là gần như mới luôn đấy. Đây các bạn xem nhé, cái này rất là nặng nên nó bị lệch cái bàn của mình ấy, nó nặng quá ấy. Đấy, các bạn xem thông số này các bạn này, đây thông số đây. Đấy. Áp suất là như voi ma mút nhé các bạn, xoong và áp suất là như voi ma mút. Thì cái này nó có AI nhé các bạn, có trí tuệ nhân tạo. Thì có thi thoảng một vài khách hàng hỏi mình ấy, thì voi ma mút kể như mà nó có hút chân không, hoặc là Pana nó có hút chân không như của Toshiba thì tốt quá. Thì đây các bạn này, đây là mẫu nồi duy nhất vừa có công nghệ áp suất cao, tức là áp suất đến 29 kPa đấy các bạn, và vừa có hút chân không và vừa có xoong bằng bạch kim nhé các bạn. Đấy, tức là thường ấy, bây giờ những cái nồi đầy mới bây giờ ấy, các bạn nhìn thấy như Voimut thì chỉ có gọi là cái áp suất 29 kPa, và thêm một cái nữa là cái xoong platinum thôi. Đấy, chỉ có thêm một cái nữa là xoong platinum với lại cái áp suất 29 kPa thôi. Đấy, như tô chuông thì chỉ có áp suất 5 kPa và có cái hút chân không, nhưng mà cái nồi này đấy các bạn, nó là gọi là thừa hưởng hai công nghệ cao cấp nhất của hai hãng, đó là Song Platinum áp suất 29 kPa và thêm một cái nữa là có hút chân không luôn nhé các bạn. Đấy, đấy các bạn nhìn này, răng này còn như mới nhé các bạn, răng rất đẹp luôn. Đây bên trong này các bạn này, đấy còn áp suất này các bạn, rất sạch luôn nhé các bạn nhìn này, còn rất trắng luôn. Thường thường các bạn để ý nấu ấy, trong cái khoang này thì người ta nấu, nếu mà nấu gạo lứt ấy các bạn, thì một vài lần thôi các bạn nó đã vàng luôn rồi, thế không cần nấu lâu. Nếu mà nấu gạo lứt thì một vài lần thôi nó cũng đã vàng rồi, nhưng mà cái nồi, cái son bên trong là rất là sạch luôn các bạn. Đây các bạn nhìn son này như mới luôn nhé các bạn, không một vết chảy xước gì luôn. Đấy, son platinum, đây son hai lớp nhé các bạn, son hai ngấn. Đây có bạch kim này, platinum này các bạn này. Đấy, đáy này cũng vậy các bạn này. Đấy các bạn nhìn cái chỗ cảm biến này, không một vết chày luôn nhé các bạn. Thường thường ngay cái đáy này nó chạm giữa lòng nồi nó chày nhé, nếu mà người ta đặt để lên là nó chày, còn cái này không có chày luôn nhé các bạn, còn nguyên luôn nhé. Rồi bên trong này các bạn này, đấy, không bể vỡ gì, nồi còn rất là đẹp luôn. Rồi mình kim biển cho các bạn xem thử nhé. Cái này dây ấy các bạn, dây hôm qua ấy, nó còn cả cái đồ ghim ở đây, tức là cái người chủ này người ta rất là kỹ luôn các bạn. Cái cắm gọi là cắm bảo vệ cái này các bạn này. Đấy, bảo vệ cái đầu này. Mà mình rút ra mình ghim thử là mình để đâu mất rồi. Đây các bạn nhớ ghim điện 100 giúp mình nhá. Đây, đèn led nhé các bạn. Đây, mình chỉnh giờ này. Đấy. Mình chọn chức năng này nhé các bạn. Gạo trắng nhé các bạn. Đấy, các bạn chọn chế độ này này. Đây, chế độ này là chế độ dai, bạn nào muốn ăn dai dẻo thì các bạn chọn chế độ này nhé. Đấy, có đèn led luôn nhé các bạn. Đấy, thì cái dòng này nó chưa có thời gian đếm ngược, tức là nó chưa có đồng hồ đếm ngược như những dòng nồi đời mới bây giờ nhé các bạn. Đấy, nên nó khi còn 15 phút thì nó mới bắt đầu đếm ngược cho các bạn nhé. Rồi, mẫu nồi này mình đang bán mức giá là 3,7 triệu nhé các bạn. Nồi Sushi môi chè còn rất là đẹp luôn. Nồi này là gọi là kết hợp giữa công nghệ của Toshiba và của Sushi luôn đấy các bạn. Thì đến ngày hiện thời điểm hiện tại thì Sushi là họ đã không làm cái hút chân không nữa đấy các bạn. Đây các bạn nhìn này, đấy, người ta không làm cái lỗ hút chân không nữa rồi. Người ta dùng áp suất tương tự như con này và cái xoong cũng tương tự như con này, còn công nghệ hút chân không thì người ta đã bỏ rồi. Mình cảm ơn các bạn nhé, xin chào các bạn.